Thì trong cái thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn có gửi email về cho tôi, có hỏi rằng là bác sĩ ơi, em bị hôi như này thì liệu rằng sử dụng khe trong suốt có hiệu quả hay không, và thực tế thì cái khe trong suốt có thần thánh như bạn nghĩ hay không, thì bạn hãy xem hết video này của tôi nhé. Thì để hiểu về cái chủ đề là liệu rằng là nên sử dụng khe nhĩ nhang suốt hay là mắc cài, thì chúng ta cần phải hiểu về ưu nhược điểm của từng loại khí cụ. Thì quan trọng nhất vẫn là bạn cần có kế hoạch điều trị chính xác, rõ ràng và cụ thể. Thì mắc cài hay là khe trong suốt đi chăng nữa thì cũng chỉ làm khí cụ mà thôi. Trong khuôn khổ bài hôm nay thì tôi chỉ so sánh giữa mắc cài mặt ngoài, do cái tính phổ biến của mắc cài mặt ngoài, so với cái khe trong suốt. Còn cái mắc cài mặt trong thì tôi sẽ để trong một bài khác. Thì tôi nói qua về khe trong suốt, thì đây là một cái phương pháp sử dụng cái công nghệ đi từ kỹ thuật số mà tôi đã nói ở các số trước ấy. Còn cái phương pháp mắc cài là phương pháp cổ điển, đã phát triển cách đây cả trăm năm rồi. Và mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm của nó. Thì là một người đang trải nghiệm khe trong suốt, là một người tôi đang thực tế thì tôi đang trải nghiệm khe trong suốt và là một bác sĩ chuyên về chỉnh nha, thì trong cái khuôn khổ hôm nay thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái ưu và nhược điểm của từng cái phương pháp. Đấy, đầu tiên là đánh giá về mức độ tiện nghi. Đấy, mức độ tiện nghi giữa mắc cài và khe trong suốt. Thì mắc cài ấy, thì nó gắn ở bên mặt ngoài nên dễ bị lộ hơn, ngay cả chúng ta sử dụng cái loại mắc cài sứ đi chăng nữa. Còn một trong những ưu điểm lớn nhất của khe trong suốt đó là tính thẩm mỹ. Đấy, gần như là không lộ. Đấy, đây là một cái lợi thế rất là lớn của khe trong suốt. Đấy, thứ hai là mắc cài có thể gây nên những cái khó chịu do cái độ dày của cái mắc cài này, rồi do cái hệ thống dây cung, rồi các khí cụ đâm chọc vào cái mô mềm má gây nên cái đau. Còn đối với cái khe trong suốt thì nó mềm nhẹ và được cắt gọn, không đâm chọc vào má, ít đâm chọc vào má. Đấy là cái ưu điểm cực kỳ quan trọng. Và cái khe này thì còn có thể tháo ra được, chính vì vậy mà có thể dễ dàng vệ sinh, dễ dàng cho việc ăn uống. Còn đối với cái mắc cài ấy, thì chúng ta cần phải có một chế độ ăn hợp lý, ăn mềm. Giai đoạn đầu chúng ta phải ăn mềm, tránh ăn đồ cứng. Ví dụ như là tránh gặm xương, rồi các thứ ăn các cái đồ mà cứng dễ làm bong chóc mắc cài. Và đối với trường hợp mà mắc cài thì thức ăn có thể dắt vào khó vệ sinh, và vệ sinh thì cần cái thời gian lâu hơn rất nhiều. Đấy. Còn khi mà sử dụng khay thì lại ngược lại, chúng ta có thể tháo ra khi ăn. Đấy, và ăn nó tóm lại là cái chế độ ăn của chúng ta gần như là không thay đổi so với trước khi chỉnh, và vệ sinh thì chúng ta cần tháo ra và đánh vệ sinh rất là dễ, nhanh và đỡ ngại. Còn tiếp theo ấy, thì cái mắc cài ấy, thì nó sẽ khó chịu hơn do cái lực tác động mạnh hơn. Đấy, dây cung tác động lực siết nó mạnh hơn cho với khe chỉnh nhang suốt. Còn cái khe chỉnh nhang suốt ấy, thì về cơ bản nó ít đau hơn. Đấy, về cơ bản nó ít đau hơn. Thì đấy là cái đánh giá về mức độ tiện ích, tiện nghi. Còn bây giờ ấy, là cái phần quan trọng hơn, tôi sẽ đánh giá về cái mức độ hiệu quả hai phương pháp. Cái này mà rất là quan trọng đấy ạ. Đấy. Và đầu tiên ấy, thì mắc cài là một phương pháp cổ điển, áp dụng cách đây cả trăm năm rồi. Và như thế thì rõ ràng là sẽ được dùng để điều chỉnh ở tất cả các cái trường hợp lệch lạc. Ví dụ hô, móm, nhổ răng thì mắc cài là phương pháp có thể áp dụng tất cả các trường hợp. Đấy. Thế còn đối với khe nhĩ nhang suốt thì chúng ta cần cân nhắc lựa chọn những cái ca lâm sàng hợp lý. Đấy. Tuy nhiên thì ngày nay thì các cái vật liệu, các cái công nghệ mới ra đời và chỉnh nha thì ngày càng sử dụng khe trong suốt nhiều hơn. Đấy. Và khe trong suốt có thể áp dụng vào các trường hợp khó, ví dụ ngay cả nhổ răng. Có những ca mà tôi nhổ răng mà tôi vẫn áp dụng khe chỉnh nhang suốt và đạt lại một sự thành công rất là cao. Đấy. Tiếp ấy là đối với mắc cài ấy, thì bác sĩ phải lập một cái kế hoạch phác đồ điều trị trên giấy, và bạn khó có thể tưởng tượng được là một kết quả hàm răng của mình sau cùng sẽ chạy như thế nào. Nhưng còn đối với sự khe chỉnh nhang suốt ấy, thì đây là phương pháp sử dụng cái công nghệ digital
4.0 và có thể đánh giá mô phỏng kết quả trên phần mềm và tính được tương đối cái thời gian điều trị. Đây là một trong những cái ưu điểm rất là lớn. Và khai triển nhau đối với mắc cài ấy, thì có thể có một số cái hướng phụ không mong muốn ở cái khí cụ dây thẳng ấy. Ví dụ như sau một giai đoạn mà bạn gắn mắc cài xong, đi dây cung xong thì bạn có thể tăng cửa hở lợi hoặc là tăng cắn sâu, thì cái chủ đề này tôi đã nói trong một cái video khác. Còn đối với khai triển nhau suốt thì có thể hiệu quả hơn ở một số ca khi có chỉ định đúng. Ví dụ như là đối với khai triển nhau suốt thì nó sẽ rất hiệu quả trong trường hợp khe thưa chẳng hạn, hoặc cắn sâu. Đấy, cắn sâu mà đôi khi nó còn tốt hơn cả so với mắc cài nữa. Đấy. Và tiếp theo ấy, thì mắc cài gắn chặt lên răng. Đấy, và đây là một trong những ưu điểm, nên cái khả năng thực hiện một số các chuyển động phức tạp, ví dụ như là các trường hợp có nhổ răng chẳng hạn, hoặc là các trường hợp mà xoay răng hoặc là di chuyển chân răng, thì mắc cài rõ ràng nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với khay. Còn đối với khay thì rõ ràng là nó khác với mắc cài, mà đây chỉ là các cái máng ôm lên thân răng và có thể tháo ra được. Đấy. Và chính vì vậy mà các chuyển động, ví dụ như các chuyển động mà dựng trục chân răng này, rồi nghiêng răng này, rồi điều chỉnh cấp cắn, thì đôi khi nó lại không bằng so với mắc cài. Đối với mắc cài thì chúng ta có thể gắn chặt chân răng và như thế phù hợp với các đối tượng trẻ em. Đấy. Còn khay chỉnh nha trong suốt ấy, thì có thể tháo lắp ra được. Đấy. Nên cần sự hợp tác, và bệnh nhân thì cần phải đeo khoảng 20 đến 22 tiếng đồng hồ. Và chính vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta bỏ ra một cái thôi là cái hiệu quả nó không được cao và răng có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Đấy. Thì đấy là một vài những cái sự khác biệt về tính hiệu quả. Còn tiếp theo ấy, cái phần thứ ba thì tôi muốn nói về thời gian. Thì rất nhiều người hỏi là lầm tưởng là mắc cài nhanh hơn. Một số khác thì đến lại được bác sĩ tư vấn là khai triển nha trong suốt nhanh hơn. Thì về cơ bản thì thời gian nó ngang nhau, vì quan trọng nhất vẫn là cái sự sinh lý di chuyển răng là gì. Một tháng ấy thì cái răng di chuyển sinh lý là tối đa 1 mm. Nếu mà chúng ta áp dụng một cái lực mạnh quá nó di chuyển nhanh hơn thì rõ ràng là nó gây vấn đề về gây hại rồi, răng có thể chết tủy lung lay vân vân. Tuy nhiên thì khai triển nha trong suốt vẫn có thể nhanh hơn một vài tháng so với mắc cài, do cái khả năng tính toán và lập kế hoạch di chuyển răng hợp lý trên phần mềm. Đấy. Và cái khay này thì cái lực nó sinh lý hơn và nó có thể di chuyển một nhóm răng, trong khi đó nhóm răng khác thì có thể nó giữ nguyên, và chính vì vậy mà tổng thời gian thì có thể là khay sẽ nhanh hơn. Và tiếp theo cái phần quan trọng đây các bạn rất là quan tâm là về giá cả. Thì do cái đặc tính thẩm mỹ và thoải mái và vệ sinh và đưa lại một cái chất lượng cuộc sống tốt, và tất nhiên là cũng thể đưa lại một cái kết quả rất khả quan tương đương so với mắc cài, và do đó thì khay triển nha trong suốt đang là một xu thế của tương lai và chắc chắn là nó mắc hơn so với mắc cài rồi. Và nói chung thì thị trường ấy thì cái giá nó đang dao động từ khoảng 60 đến 120 triệu tùy từng mức độ khó khác nhau. Đấy. Và như từ đầu tôi đã nói là đặt ra câu hỏi như các bạn ấy đặt ra câu hỏi cho tôi là nên lựa chọn phương pháp nào cho hiệu quả, thì sau khi tôi hy vọng rằng là sau khi mà các bạn xem cái video này thì các bạn sẽ có một sự lựa chọn hợp lý cho mình. Và nếu mà bạn nào vẫn còn lăn tăn chưa tìm cho mình một câu trả lời hợp lý thì có thể inbox xuống bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi thì để tôi có thể giúp bạn một cách tốt hơn. Một lần nữa thì xin chào các bạn.